Xin chào các bạn. Vâng ạ, và xin chào các bạn di sốc fan của Belo Lê Thái Tổ. Rất là vui khi được gặp lại các bạn trong buổi tối ngày hôm nay với clip đập hộp phiên bản di sốc kỷ niệm 35 năm. Vâng, đây là một phiên bản rất là đặc biệt, di sốc kỷ niệm 35 năm. Vâng, và là chiếc di sốc GA835E7A. Đây có thể nói là phiên bản cực kỳ là đặc biệt của Casio G-Shock dành tặng cho các G-Shock fan tại Belo Lê Thái Tổ, cũng như là Belo rất là phấn khích khi mà được trên tay đập hộp cho các bạn phiên bản G-Shock GA835 này. Vâng ạ, và GA835E7A của chúng ta đấy chính là phiên bản G-Shock dành phiên bản GA800 cho bộ sưu tập Glacier Gold, rất là bắt mắt và rất là nổi bật tại Belo trong thời gian qua. Và hôm nay thì Belo có vừa về được bổ sung một số lượng nhỏ nữa và kịp thời giới thiệu được các bạn luôn. Và phiên bản GA835E7A của chúng ta sẽ sử dụng module máy là 5535 quen thuộc của dòng G-Shock với logo kỷ niệm 35 năm. Các bạn có thể thấy ở đây là cách điệu của 35 năm này, 3 ngôi sao ở trên với 5 ngôi sao ở dưới kỷ niệm cho 35 năm này. Và cái logo này được Casio thuê Eric Haze để thiết kế riêng cho dịp 35 này. Đây chính là icon của Casio G-Shock cho 35 năm năm của chúng ta. Và tất cả các phiên bản kỷ niệm 35 năm thì đều sẽ được trang bị cái hộp bộ full box như thế này, rất là đẹp. Vâng ạ, và đây phần phía trên của chúng ta sẽ là cái sách về bảo hành quốc tế International Warranty Regulation. Đó, tất cả các mẫu G-Shock, kể cả các mẫu phiên bản giới hạn hay là phiên bản thường, thì đều sẽ được bảo hành quốc tế với thẻ bảo hành quốc tế International Warranty Card này, với con dấu đỏ của Belo ở đằng sau như thế này, thì sẽ giúp cho các bạn là được bảo hành chính hãng 1 năm trên toàn cầu. Và khi mà các bạn mang đồng hồ của mình qua tất cả các cái đối tác của Casio trên toàn cầu, người ta in ở dưới mặt phần sau của quyển sách này đó, thì các bạn sẽ được bảo hành toàn cầu ở đây đó. Và chế độ bảo hành của Casio G-Shock sẽ là 1 năm cho thân máy, 1 năm với các lỗi của nhà sản xuất. Vâng ạ, và đây sẽ là cái quyển sách về hướng dẫn sử dụng cho module 5535 của dòng G-Shock GA800 đó. Ok, và nếu mà các bạn thông thạo bằng tiếng Anh thì các bạn có thể tham khảo clip, tham khảo cái quyển sách này. Còn nếu không thì các bạn có thể tham khảo các clip mà hướng dẫn ở trên mạng, thì Belo cũng đã làm cho các bạn rất là nhiều các clip hướng dẫn rồi. Thì các bạn có thể search lên YouTube hoặc là search lên Google, và chúng tôi sẽ ra ngay cái hướng dẫn sử dụng cho các dòng sản phẩm của chúng tôi. Vâng ạ, và đây là logo 35 năm. Vâng, và ở dưới của chúng ta sẽ là cái nơi để chúng ta sẽ để cái hộp hộp thiếc rất đẹp với logo G-Shock 35 năm cùng với ký tự đây. Đây là full logo 35 G-Shock Anniversary, kỷ niệm 35 năm thành lập từ năm 1983 cho đến bây giờ là năm 2018. Dạ vâng ạ. Ok, rất đẹp, rất đẹp thưa các bạn. Với logo 35 năm và chiếc hộp thiếc màu đen rất là đẹp của chúng ta, và phiên bản GA835 của chúng ta đây. Ok, xin chào các bạn với G-Shock GA835E7A, một chiếc G-Shock có thể nói là quá là tuyệt vời và quá đẹp, đang trên tay trực tiếp của Belo Lê Thái Tổ. Một chiếc IC Gold, một chiếc IC Gold cho dòng G-Shock GA800 quá là tuyệt vời. Chúng ta có thể thấy là đây, dây vỏ chúng ta sẽ được làm bằng nhựa trong suốt, nhựa trong suốt rất là đẹp. Và cái phần thân 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 vỏ thân máy của chúng ta sẽ được làm bằng nhựa đặc màu trắng, và nó sẽ giúp cho là đồng đồng bộ với cả cái phần dây vỏ trong suốt này, nó tạo nên một cái hiệu ứng băng giá cực kỳ là tuyệt vời. Cùng với đó là những cái chi tiết màu vàng gold, các bạn có thể thấy là những cái chi tiết màu vàng gold của chúng ta rất đẹp, với phần mặt này, phần kim số này, kim được phủ dạ quang rất là sáng. Và màn hình thì của chúng ta sẽ được dùng màn hình LCD dương bản đó. Và đây cái màn ở đằng trong nó rất là sâu, và nhìn trong đồng hồ chúng ta nhìn trông rất là sâu và trông rất là cuốn hút thưa các bạn. Vâng ạ, và đây các cái chi tiết vàng gold nó sẽ được thể hiện ở logo G-Shock: Adjust Mode, Reset, Start đó. Các cái nút bấm của chúng ta đều được phủ một lớp sơn màu vàng gold, và các cái vít ở đây
Đó, cũng đều được làm màu vàng gold luôn. Nút bật đèn mặt trước thì được làm họa tiết brush rất là đẹp, với cái khả năng phản xạ ánh sáng rất là đẹp. Các bạn có thể đi ra đường, các bạn có thể thấy là nó sẽ phản xạ ánh sáng cho các bạn rất là đẹp luôn. Và đây, phần móc khóa dây của chúng ta cũng sẽ là móc khóa dây 35 năm. Đó, đây móc khóa dây màu vàng gold với những cái phần bọc siêu nguyên chiếc của nhà sản xuất. Đó, và chiếc móc khóa này được sản xuất tại Thái Lan các bạn nhé. Đó, Casio Thailand. Đó, vâng ạ. Và G-Shock GA8735E cũng sẽ thừa hưởng toàn bộ cái các tính năng cơ bản, các cái tính năng cơ bản của dòng G-Shock GA800, đó chính là chống sốc này, đèn LED kép này, các bạn kích hoạt đèn LED ở nút bật đèn mặt trước này. Đó. Các bạn có thể thấy đèn LED kép của chúng ta sẽ được kích hoạt ở vị trí 9 giờ. Vâng ạ. Và bấm giờ thể thao với độ chính xác 1/100 giây, bấm giờ đếm ngược, bộ nhớ 120 vòng, xem giờ song song, đua time, daily alarm là báo thức hàng ngày, và 200 meter water resistant. Vâng, một chiếc GA835 cực kỳ là tuyệt vời, cực kỳ là đẹp. Và các bạn có biết không là cái phần nắp đáy của nó còn được thiết kế đặc biệt. Đây là cái tem vàng chống giả. Và khi mà các bạn mua hàng xong, các bạn có thể bóc cái tem vàng chống giả này đi. Các bạn sẽ thấy là ở trong này nó sẽ có logo 35 năm, kỷ niệm 35 năm thành lập Casio G-Shock. Và đây là dòng GA835E Stainless Steelback, là cái phần nắp lưng bằng thép không gỉ. Japan Movement là cái bộ máy được sản xuất tại Nhật Bản, và Case in Thailand là cái lắp ráp tại Thái Lan, chống nước ở mức 23, water resist 23. Vâng ạ. Và cái nắp lưng này, ngoài cái phần vật liệu nó bằng thép không gỉ ra, thì chúng ta có thể thấy là nó được mạ yông màu vàng gold, cực kỳ là tuyệt vời, rất đẹp cho các bạn. Vâng ạ. Và các bạn có thể thấy là cái màu vàng gold nó sẽ được thống nhất xuyên suốt từ phần khóa cài dây, móc đai cài dây và khóa cài dây, đai cài dây, ốc đó, các con bốn con ốc ở viền cạnh này, các cái tách ở đây đó, nút bật đèn mặt trước và toàn bộ cái phần mặt. Vâng ạ, quá là tuyệt vời trong một phiên bản G-Shock, phiên bản giới hạn, dây trong suốt, vỏ trong suốt. Vâng ạ, và mức giá của nó đang là 5 triệu 558 nghìn, và các bạn có thể truy cập ở trên phần link mà mình để trong phần mô tả của video clip livestream này, để các bạn có thể đặt mua online ngay tại Belo Lê Thái Tổ. Đó, và các bạn cũng có thể qua trực tiếp Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, để trực tiếp trải nghiệm hàng trăm mẫu G-Shock được cập nhật liên tục tại chúng tôi. Và tất cả các mẫu G-Shock bán ra thì Belo cũng sẽ đều thay pin G-Shock miễn phí trọn đời cho các bạn. Và cái phần quà đặc biệt để cho các G-Shock fan yêu quý của Belo, đấy chính là những cái chiếc vòng đeo tay. Đó, kết hợp cùng với những chiếc G-Shock của mình, nó sẽ tạo nên những combo vòng đeo tay. Đó, kết hợp cùng G-Shock rất là tuyệt vời dành cho các bạn yêu thích G-Shock, G-Shock fan trên cả nước. Dạ vâng, rất đẹp cho các bạn. Vâng ạ, và một lần nữa mình xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn G-Shock fan trên cả nước trong suốt thời gian qua. Và Belo cũng sẽ cố gắng duy trì liên tục hơn những cái buổi video live stream để giới thiệu cho các bạn những mẫu G-Shock được cập nhật mới nhất hiện nay trên toàn quốc cũng như là trên toàn cầu. Vâng, và một lần nữa mình rất là mong nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đến với Belo để trực tiếp trải nghiệm hàng trăm mẫu G-Shock cùng chúng tôi ngay nhé. Vâng ạ. Các bạn có câu hỏi gì các bạn hãy gửi vào inbox cho Belo G-Shock VN, và chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp trả lời trong thời gian sớm nhất. Vâng ạ, xin chào, xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.